Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 5 năm 2022. Dự án Sala Phú Mỹ Park Residence đã chính thức công bố lễ giới thiệu nhà phố thương mại đến khách hàng, nhà đầu tư và các đối tác. Đây là dự án nằm ngay vị trí tâm cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lấy cảm hứng thiết kế từ phong cách khu dân cư vùng cảng biển Rotterdam, Hà Lan, vừa hiện đại vừa tinh tế sang trọng với đầy đủ tiện ích 5 sao, dự án sẽ góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho cư dân. Đối với các nhà đầu tư, với phiên bản giới hạn gồm 40 căn nhà phố thương mại shop house và nhà phố chuyên gia cao cấp, hứa hẹn sẽ mang đến những cơ hội đầu tư đầy tiềm năng tại thành phố cảng biển quốc tế.